Vì sao phát triển tư duy cho trẻ lại cần thiết? Và bây giờ thì hãy cùng tìm hiểu với Khải Anh. Khi trẻ bước vào giai đoạn đầu đời, nhiều bậc phụ huynh hay than phiền những vấn đề liên quan đến cảm xúc của bé, như bé rất là bướng bỉnh, nhút nhát, kém hòa đồng với bạn bè và cũng như là giao tiếp xung quanh. Vì vậy, làm sao để bé biết làm chủ được cảm xúc của mình, tinh tế nhận ra cảm xúc của người khác để kịp thời điều chỉnh hành vi và thái độ của bản thân là điều vô cùng cần thiết. Những bé biết đánh giá bản thân của mình, hiểu tâm lý cũng như người xung quanh, linh hoạt, tự tin là những bé rất dễ thành đạt. Tư duy tốt giúp các bé có cái nhìn tích cực về bản thân và mọi thứ xung quanh, từ đó điều chỉnh được hành vi, thái độ để hòa đồng với bạn bè hơn, tự tin hơn và nói lên điều mình nghĩ, để từ đó trao đổi với bạn bè và gia đình một cách tốt hơn. Và Khanh nghĩ là thông qua những thông tin và hình ảnh vừa rồi thì tất cả quý phụ huynh cũng như các bé cũng hiểu là tại sao chúng ta cần phải phát triển tư duy thật là tốt. Đó là một điều vô cùng cần thiết vì các bé phải tự tin, phải khẳng định được bản thân mình và biết mình nghĩ gì thì các bé mới dễ thành công trong cuộc sống. Và điều này thì tất cả các quý phụ huynh và các bé chúng ta cần phải lưu ý.